Hương Thơ xin mến chào quý vị. Hôm nay Hương Thơ xin mời quý vị nghe một câu chuyện liên quan đến cuộc bầu cử năm nay. Nói đến cuộc bầu cử năm nay có thể nói là rất là sôi nổi, căng thẳng và đầy kịch tính. Từ những từ chiếc ghế chạy đua vào chiếc ghế tổng thống cho đến cấp liên bang, tiểu bang và quận hạt. Nói đến quận hạt và nhất là quận hạt quận cao của chúng ta thì như quý vị biết là có rất nhiều vị ứng cử gốc Việt tham gia kỳ này. Và đáng chú ý nhất là cuộc đua giữa dân biểu của Đảng Cộng hòa là bà Michelle Steele và luật sư Derek Trần thuộc Đảng Dân chủ để chạy vào chiếc ghế dân biểu liên bang thuộc địa hạt 45. Và hôm nay Hương Thơ rất hân hạnh nói chuyện với một người đồng nghiệp của Hương Thơ, đó là Lê Bích Trâm. Cô là một khuôn mặt rất là quen thuộc trong giới truyền thông cũng như một nhà hoạt động cộng đồng rất là mạnh mẽ, quan tâm về chính trị. Và hôm nay Bích Trâm sẽ nói với chuyện với chúng ta về đề tài này. Mến chào Bích Trâm đã đến với chương trình. Vâng, xin kính chào quý khán giả của Sài Gòn TV và mến chào Hương Thơ. Hương Thơ vừa đang nói về tại sao cuộc đua giữa bà Michelle Steele và luật sư Derek Chen là một điều đáng chú ý cho cộng đồng chúng ta ở lý do Sài Gòn và nhất là cái địa hạt 45. Trước khi Hương Thơ đặt câu hỏi tại sao điều này đáng chú ý thì địa hạt 45 là gồm những thành phố gì hẳn biết chắc? Vâng, thưa Hương Thơ và thưa quý khán thính giả, địa hạt California 45 là bao gồm những thành phố mà có đông đảo cư dân người Việt mình sinh sống, cụ thể là Garden Grove, Westminster, Fountain Valley, Stanton, Fullerton, vân vân. Và để trả lời câu hỏi của Hương Thơ thì cuộc tranh cử này nó có một cái tầm quan trọng rất là lớn. Bởi vì sau gần 50 năm kể từ biến cố 30 tháng 4 1975 thì đến nay cộng đồng người Việt tị nạn ở Little Sài Gòn chúng ta lần đầu tiên có cơ hội gửi một người gốc Việt thuộc thế hệ tiếp nối lên Quốc hội Liên bang. Đó là anh luật sư Derek Trần, là một cựu quân nhân Hoa Kỳ, hậu duệ của thuyền nhân tị nạn. Gia đình anh Derek Trần chia sẻ cả một cái lịch sử đau thương của người Việt tị nạn chúng ta. Chúng ta là những người mà phải bỏ nước ra đi sống tha hương chỉ vì hai chữ tự do. Và như vậy thì Derek Trần thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng. Nhiều khả năng anh sẽ là một người đại diện tốt, sẽ thật sự đấu tranh cho quyền lợi của cộng đồng chứ không chỉ hứa suông. Vâng, người Việt bầu cho người Việt, trả lời câu hỏi của Hương Thơ nó chỉ đúng một phần. Nếu đó là người tài đức xứng đáng thì như bao gia đình tị nạn khác, Derek Trần xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn, phải bắt đầu lại trên quê hương thứ nhì với hai bàn tay trắng, sống phụ thuộc vào những cái chương trình trợ cấp của chính phủ Mỹ, food stamp, WIC, housing, vân vân. Và từ đó thì anh vươn lên, anh gia nhập quân ngũ năm 18 tuổi để đền ơn nước Mỹ, giải ngũ thì chuyên tâm học hành, trở thành một luật sư chuyên bảo vệ cho những người tiêu thụ thấp cổ bé miệng thay vì các đại công ty, cho thấy là anh có tinh thần phục vụ và có sự đồng cảm với người dân thường. Anh từng là ủy viên thành phố nơi mà anh cư ngụ, cho nên anh đã có kinh nghiệm phục vụ trong cấp bậc chính quyền địa phương. Rồi Derek Trần cũng từng nói nhiều về những cái chính sách thiết thực mà anh sẽ theo đuổi tại Quốc hội để mà nâng đỡ đời sống cư dân California 45, nâng đỡ những gia đình trung lưu, người nghèo khó, giới lao động, giới chủ nhân các doanh nghiệp nhỏ. Bởi vì bản thân Derek Trần, vợ chồng Derek Trần có một cái pharmacy, thì họ cũng là thuộc giới tiểu thương. Và Derek Trần nói là anh sẽ bảo vệ phúc lợi xã hội cho giới cao niên như Social Security, như Medicare, cũng như là vấn đề giảm giá thuốc kê toa cho giới cao niên. Trong khi đó thì đương kim dân biểu Michelle Steele là một chính trị gia kỳ cựu, nhưng mà phải nói là bà đã làm một số những điều phật lòng cộng đồng người Việt chúng ta qua việc là bà đã xích lại gần Cộng sản Việt Nam. Nhắc lại là vào năm 2016, lúc đó Michelle Steele còn là giám sát viên quận Cam và không có nhu cầu tranh cử, thì bà đã lén lút trao bằng tưởng lục cho Tổng lãnh sự Cộng sản Việt Nam là ông Hồ Xuân Sơn. Gọi là lén lút là bởi vì bên ngoài thì người Việt biểu tình bà, nhưng bên trong bà vẫn trao cái bằng tưởng lục đó để mà ca ngợi nỗ lực của Hồ Xuân Sơn giúp thực hiện cái gọi là giao lưu văn hóa. Đây là phù hợp với đường lối của nghị quyết 36 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì bên ngoài thì người Việt biểu tình, rồi cộng đồng đã viết thư yêu cầu bà phải rút lại cái tấm bằng ô nhục đó. Nhưng đến nay thì bà vẫn phớt lờ. Nhưng mà nay khi mà có nhu cầu tranh cử và cần kiếm phiếu của người Việt thì bà lại quay lại chụp mũ đối thủ của mình là anh Derek Trần, là con trai của thuyền nhân tị nạn, nhưng mà vẫn bị bà dân cử gốc Hàn
gọi là chụp nón cối lên đầu qua những cái mailer quảng cáo sai sự thật gửi tận nhà cư dân địa hạt, qua những cái bảng tranh cử treo khắp Little Sài Gòn viết tên bà ta lên nền lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta, cũng như là hàng chữ đà đảo cộng sản, ngụ ý nói là đối thủ của mình là cộng sản. Và điều này cho thấy cái sự hai mặt, cái sự đạo đức giả cũng như là mị dân của bà. Phải nói đây là một cái hành động chụp mũ ngược, bởi vì chính bà mới là người thân cộng. Thì lá cờ thiêng liêng của dân tộc Việt Nam nào phải là công cụ để phục vụ cho tham vọng chính trị cá nhân của bà đâu. Và chỉ trong tháng này, một số người Việt trong cộng đồng đã phẫn nộ xuống đường biểu tình cả thầy là 2 lần, và lần thứ nhì lên đến 300 người để mà phản đối bà Michelle Steele. Họ kêu gọi tập thể người Việt quốc gia mà có tinh thần chống cộng là hãy tẩy chay và không bầu cho bà, bởi vì họ cho là bà không hề xứng đáng là gương mặt đại diện cho cộng đồng chúng ta đó Hương Thơ. Nói đến đây thì gần đây, mới đây nhất, có một cái tin chấn động trong cộng đồng Việt Nam chúng ta về vụ mà việc giám sát viên Andrew Đỗ đã nhận tội tham nhũng quỹ cứu trợ COVID-19. Và ông có thể đối diện với một bản án có thể đến 5 năm tù. Thì theo Bích Trâm nghĩ là cái việc này có liên quan gì đến cuộc đua của vào địa hạt 45 trong cái bối cảnh mà ông Andrew Đỗ đã từng là một đồng minh chính trị và một cựu đồng nghiệp với bà Michelle Steele? Vâng, cảm ơn câu hỏi của Hương Thơ. Một cách vắn tắt đó, thì đó quả là một cái tin nóng mà nó bùng nổ trong cộng đồng chúng ta trong tuần này. Thì theo cái cuộc họp báo của Bộ Tư pháp hồi đầu tuần này ngày 22 tháng 10, giám sát viên Andrew Đỗ thừa nhận là ông đã ăn hối lộ hơn 550.000 đô la để mà bỏ phiếu phân bổ khoảng 10 triệu đô la từ ngân sách quận hạt trong đại dịch COVID-19 cho một cái tổ chức bất vụ lợi mà do con gái của ông lãnh đạo. Và số tiền đó thì lẽ ra là phải dùng để cung cấp thức ăn cho người già, cho người khuyết tật trong đại dịch. Nhưng giám sát viên Đỗ chỉ dùng có 15% số tiền đó đúng mục đích. Phần còn lại thì bị ông ăn cắp để mà tiêu xài cá nhân. Báo mạng Voice of OC đăng ngày 5 tháng 9 2024 nhận định và nói là các giám sát viên của Orange County vào thời điểm đó là do bà Michelle Steele là chủ tịch của hội đồng giám sát đã làm rất tệ trong việc trình bày minh bạch cho công chúng biết về những cái gì mà sẽ được thực hiện với cái số tiền cứu trợ COVID mà liên bang đã gửi xuống cho quận Cam. Chúng tôi xin nhắc lại là vào năm 2018, lúc đó là bà Michelle Steele trong vai trò là chủ tịch hội đồng giám sát quận Cam, thì bà đã bỏ phiếu để mà bãi bỏ mọi sự giám sát độc lập đối với các hành động của các giám sát viên quận Cam liên quan đến tài chính của quận. Vâng, có nghĩa là bà là giám sát viên, mang danh giám sát viên, mà bà lại dùng quyền lực để mà bãi bỏ những cái vấn đề giám sát đối với chính bà cũng như là đối với những người đồng minh của bà. Và bà còn phi tang hồ sơ tài chính khi mà vào năm 2019 bà bỏ phiếu để mà thông qua quy định nhằm hủy bỏ tất cả các hồ sơ tài chính của quận Cam, bất chấp luật tiểu bang đòi hỏi là phải lưu trữ trong vòng 2 năm. Như vậy thì những cái đồng tiền lẽ ra giúp ích cho người yếu thế trong xã hội đã lọt vào túi của các quan tham địa phương, cũng nhờ là bà giám sát viên đã hành động từ sớm để mà loại bỏ các quy định giám sát, lót đường cho những cái vụ nhũng nhiễu, hối lộ tiền triệu nó mới có thể xảy ra chót lọt. Và bản thân bà Steele, cái việc này nó làm chúng ta phải nhớ lại là chính bà Steele khi mà làm giám sát viên, bà cũng vướng rất nhiều tai tiếng về tham nhũng liên quan là việc là bà từng bật đèn xanh cho những cái thương vụ mua bán đất công giá rẻ cũng như là đấu thầu hợp đồng phi trường John Wayne để mà làm lợi cho những nhà tài trợ của mình. Và phản ứng trước sự việc này thì luật sư Derek Trần đã đặt câu hỏi như thế này. Hỏi là trong vụ Andrew Đỗ, bà Michelle Steele đã biết được những gì và từ lúc nào? Đó, thì chúng tôi xin mở ngoặc ở đây là bà, nhắc lại bà là chủ tịch hội đồng giám sát, ông Andrew Đỗ là phó. Bởi vậy mà luật sư Derek Trần mới đặt câu hỏi là bà chủ tịch
đã biết được những gì và từ lúc nào? Bởi vì khó có thể nói là bà không biết gì. Bà là chủ tịch cái hội đồng giám sát đó mà. Mà hội đồng đó là chỉ có 5 người thôi. Thưa quý vị, Derek Trần cũng chia sẻ và nói là anh trong tư cách là con trai của những người tị nạn đã phải chạy trốn khỏi một cái chế độ độc tài, tham nhũng, áp bức, thì anh nhận biết rõ tầm quan trọng của sự liêm chính của công quyền. Và Derek nói là với tư cách là dân biểu quốc hội tiếp theo của quý vị, thì tôi cam kết đấu tranh, xóa bỏ nạn tham nhũng, khôi phục niềm tin vào chính quyền của cư dân. Và như vậy thì trả lời câu hỏi của Hương Thơ, liệu vụ này nó có thay đổi cục diện của cuộc đua giành chức dân biểu liên bang hay không? Có thể là các cử tri độc lập họ sẽ nhận ra một điều, đó là đã đến lúc vị dân cử gốc Hàn mà có chồng là người Mỹ bản xứ phải chịu trách nhiệm về việc là họ đã dùng tiền bạc để mà mua chuộc, để mà bao che cho một cái phe nhóm những dân cử người Việt trong cộng đồng, để mà thao túng nền chính trị của Little Sài Gòn đã quá lâu rồi. Và một trong những kẻ ấy vừa mới bị lôi ra dưới ánh sáng công lý, và những kẻ đồng lõa còn trong bóng tối có thể chưa bị luật pháp sờ gáy, nhưng cử tri có thể sẽ tẩy chay họ ở thùng phiếu đó, thưa Hương Thơ. Thêm một câu hỏi là có một số cử tri thuộc Đảng Cộng Hòa sẽ bầu cho ông Trump và vào Tổng thống, vào chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ. Cho nên mặc dù có một số người họ không thích bà Michelle Steele, nhưng vì là thuộc Đảng Cộng Hòa nên bà họ nghĩ là họ sẽ phải bầu cho bà. Thì thông điệp mà Bích Trâm muốn gửi tới những số cử tri này như thế nào? Vâng, thưa Hương Thơ và thưa quý vị, cái việc bỏ phiếu cho ông Trump hay là bà Harris làm tổng thống, đó là quyền tự do lựa chọn của quý vị cử tri, chúng tôi hoàn toàn tôn trọng. Tuy nhiên thì quý vị bỏ phiếu cho ông Trump không nhất thiết có nghĩa là quý vị nên ủng hộ cho bà Steele đâu. Đó là thứ nhất, là bà đã không ủng hộ cho ông Trump hồi đầu năm. Có một bài báo của Politico đã cho biết là hồi tháng 3, tức là lúc đó là trước thềm cái cuộc bỏ phiếu sơ bộ đó, thì báo Politico đã tìm cách liên lạc với bà Siêu 5 lần 7 lượt để mời bà đưa ra một cái tuyên bố là bà có ủng hộ cho ông Trump trong cái việc mà ông ra tranh cử tổng thống hay không. Thì bà đã tránh né, bà không có trả lời. Bà không hề trả lời là bởi vì bà không muốn làm mất lòng những người cử tri độc lập ở trong địa hạt 45. Đó, có nghĩa là lúc đó, lúc ông Trump cần bà đưa ra cái lời tuyên bố ủng hộ cho ông, thì bà tránh né và bà đã không đưa ra. Trong khi đó thì đối với cộng đồng người Việt chúng ta là những người có tinh thần chống cộng cao, chúng ta phải đặt ra 3 câu hỏi như thế này cho dân biểu Michelle Steele trước khi chúng ta lấy quyết định là có nên bỏ phiếu cho bà hay không. Thứ nhất, vì sao mà sau 8 năm trời bà không một lời giải thích cái việc là bà đã tặng bằng tưởng lục cho người cộng sản Hồ Xuân Sơn? Bởi vì trong vai trò dân cử địa phương, lúc đó bà không hề có bất kỳ nhu cầu nào là làm cái vấn đề ngoại giao với nước ngoài. Thứ nhì, vì sao sau 7 năm trời bà hoàn toàn im lặng vụ chồng mình đã đi đêm với Trung Cộng bán đứng Biển Đông? Và thứ ba, vì sao mà bà đã không ký tên vào một cái lá thư đòi hỏi Cộng sản Việt Nam phải đền bù và chấm dứt đàn áp nạn nhân của thảm họa ô nhiễm môi trường Formosa? Thưa quý vị, dân biểu Michelle Steele tự nhận mình là một người ủng hộ nhân quyền cho Việt Nam, nhưng bà không ký tên vào một lá thư từ lưỡng đảng Quốc hội Hoa Kỳ lên án Cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền liên quan thảm họa môi trường Formosa. Lá thư này đã được nhóm Việt Nam Caucus tại Quốc hội gửi ra vào đầu tháng 8 năm nay, 2024, đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản phải đền bù thỏa đáng cho nạn nhân Formosa, cũng như là trả tự do cho các nhà hoạt động bị giam giữ vì bênh vực cho các nạn nhân. Dân biểu Siêu mang danh là đồng chủ tịch của nhóm Việt Nam Caucus, nhưng bà lại không ký tên vào lá thư. Lá thư đó có chữ ký của 9 vị dân biểu lưỡng đảng, không có chữ ký của bà Steele. Tại sao bà lại nỡ quay lưng trước nỗi đau của đồng bào chúng ta? Phải chăng bà chỉ chống cộng cuội? Bởi vì khi có cơ hội buộc Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm một cách cụ thể về việc vi phạm nhân quyền thì bà lại không làm. Không những thế, đến nay bà vẫn duy trì im lặng trong việc người chồng của bà là ông Sean Steele, một thành viên cao cấp của Đảng Cộng Hòa, vào năm 2017, đây là theo tường trình của báo Wall Street Journal, đã gọi là dắt mối cho đặc vụ Trung Cộng tiếp cận chính giới Mỹ
để mà vận động chính phủ Hoa Kỳ rút lui quân sự khỏi Biển Đông, nơi mà Việt Nam có Hoàng Sa, Trường Sa, tức là chúng ta có tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Cộng. Thì xem như vợ chồng bà Steele đã tiếp tay Tàu Cộng để mà thực hiện cái âm mưu bành trướng tại châu Á Thái Bình Dương. Và như vậy thì ngày nào mà bà Steele còn im lặng trước những cái vấn đề rất là quan trọng mà cộng đồng chúng ta quan tâm như kể trên, thì có thể nói là bà không xứng đáng với lá phiếu của người Việt quốc gia. Trong khi đó thì gia đình của Derek Trần đã phải trải qua những cái biến cố rất là tang thương trên đường vượt biên chạy trốn cộng sản. Người cha của Derek Trần đã mất vợ và 4 người con trong chuyến vượt biên kinh hoàng đó. Như vậy thì chúng ta có thể tin là Derek Trần sẽ không bao giờ chấp nhận cộng sản. Cha vợ của Derek Trần là một cựu quân nhân pháo binh Việt Nam Cộng Hòa, cũng là một cựu tù cải tạo. Sang Mỹ định cư, nhưng người lính yêu nước này vẫn đặt tên cho 4 người con của ông là Hảo, Tâm, Phục, Quốc. Điều này nó nói lên mong muốn có ngày quê hương quật khởi, thoát nạn cộng sản. Vâng, thưa quý vị, một số cử tri thuộc Đảng Cộng Hòa trong cộng đồng người Việt ở Little Sài Gòn, như người lính già Phan Kỳ Nhơn, đã lên tiếng ủng hộ cho Derek Trần. Ông Phan Kỳ Nhơn từng xuống đường biểu tình bà Steele năm 2016. Ông là một người Cộng Hòa, nhưng ông tuyệt đối không thể chấp nhận bà Steele vì bà thân Cộng, vì bà đã tặng bằng tưởng lục cho Hồ Xuân Sơn. Và ông Phan Kỳ Nhơn còn cho rằng nếu năm xưa có tiếng nói của người Việt tại Quốc hội, có thể miền Nam Việt Nam của chúng ta đã không bị mất. Và rằng cộng đồng chúng ta nên vượt lên trên lằn ranh đảng phái để cùng làm nên lịch sử, dồn ủng hộ cho Derek Trần. Bởi vì dân biểu Michelle Steele, theo ông Phan Kỳ Nhơn, không hề xứng đáng là người đại diện cho cộng đồng chúng ta. Bà thân Cộng, bà Mỹ Dân, bà mang nhiều tai tiếng tham nhũng, bà dùng người Việt để đánh phá người Việt theo kiểu ngoại bang vẫn làm trong suốt chiều dài lịch sử của Việt Nam, khiến gây chia rẽ cộng đồng, và bà không thật sự đại diện hay là tranh đấu cho quyền lợi của người Việt. Trong khi Derek Trần là người có nhân cách, có khả năng, anh sẽ bênh vực cho quyền lợi của người Việt tại California 45, cũng như là tranh đấu cho tự do, nhân quyền, dân chủ tại quê nhà. Và như vậy thì anh mới là người xứng đáng để chúng ta chọn mặt gửi vàng đó, thưa Hương Thơ và thưa quý vị. Đây là câu hỏi cuối của Hương Thơ đối với Bích Trâm, là có một số quý vị cử tri mà cao niên hay là một ví lý do nào đó mà họ không thể tự điền cái phiếu bầu của họ và họ nhờ người khác, thì cái điều đó có hợp lý không, và có trung tâm nào, dịch vụ nào giúp đỡ những thắc mắc của cử tri gốc Việt cho mình hay không ạ, Bích Trâm? Vâng, cảm ơn câu hỏi của Hương Thơ. Câu hỏi này rất là quan trọng, thưa quý vị. Quý vị cử tri nên nhớ kỹ, đó là mình không bao giờ nên giao một cái phiếu bầu có tên mình, tức là đã được gửi đến tận nhà mình, là thuộc về của mình, giao cái phiếu đó mà chưa điền ra và mình cũng chưa có ký tên, hoặc là mình ký tên mà mình không điền ra, giao nó cho một người khác. Đó là việc làm bất hợp pháp. Tuy nhiên, nếu mà có một số quý vị cần có cái sự giúp đỡ, có thể vì lý do nào đó mà mình không tự điền được, mình cần có cái sự giúp đỡ, thì mình vẫn có thể có cái sự giúp đỡ đó. Nhưng cái người nào mà hỗ trợ quý vị điền cái lá phiếu đó thì họ phải ghi tên của họ. Thì trong lá phiếu nó có chỗ để cho cái người giúp đó ghi cái tên của họ vô. Nhưng mà quý vị cử tri phải là người ký tên. Và nếu có bất kỳ câu hỏi nào thì quý vị có thể gọi điện thoại cho văn phòng của luật sư Derek Trần, văn phòng tranh cử. Đó là số điện thoại 714-485-3490. Lặp lại số điện thoại 714-485-3490. Vâng, cảm ơn Bích Trâm rất nhiều. Và thưa quý vị, vừa rồi là những phần trả lời của cô Lê Bích Trâm, một khuôn mặt quen thuộc trong giới truyền thông và một nhà hoạt động cộng đồng và rất là quan tâm về chính trị, đã trả lời một số thắc mắc của một số cử tri gốc Việt liên quan đến cuộc bầu cử năm nay và liên quan đến cuộc đua của bà Michelle Steele và luật sư Derek Trần. Mong rằng quý vị qua sự trình bày này, chúng ta sẽ chọn đúng người nào đại diện xứng đáng cho chiếc ghế dân biểu liên bang thuộc địa hạt 45. Và thưa quý vị, một lần nữa, lá phiếu của quý vị là tiếng nói mạnh mẽ, là một cái nguyện vọng và một cái sức mạnh để chúng ta chọn đúng cử bầu
đúng cử xứng cho những người xứng đáng cho cuộc bầu cử năm nay. Xin cảm ơn sự theo dõi quý vị và xin cảm ơn cô Trâm rất nhiều.